Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Ở video lần này thì Nguyên sẽ chia sẻ đến cả nhà một cách làm bánh mì Địa Trung Hải với cách làm cực kỳ nhanh gọn lẹ. Trước khi đi vào chủ đề chính, nhân dịp Tết đến xuân về thì Nguyên xin chúc cả nhà một mùa xuân mới thật là nhiều sức khỏe, bình an, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Mời cả nhà ăn mất uống trà nha. Và đây là cảnh tuyết rơi nhẹ nhẹ vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán ở Istanbul. Xin chào cả nhà, đây là nguyên liệu mình sẽ làm bánh mì Địa Trung Hải. Với sự hỗ trợ của chiếc máy này thì mình làm rất là gọn nhẹ. Mình không có phải nhào bột, đánh bột, máy sẽ làm hết. Mình chỉ cho nguyên liệu đầu vào thôi. Đây, hiệu của chiếc máy này, WMF. Với cái thương hiệu này thì dụng cụ nhà bếp nào mình xài mình cũng rất là hài lòng, rất là chất lượng, bền. Và họ chú ý đến từng chi tiết nhỏ luôn đó. Cho nên là đối với mình thì nói đến nước đất là mình mê ở chỗ là cái đồ nhà bếp á. Xe thì mình không có rành nhưng mà đồ nhà bếp thì ôi thôi mình cảm thấy tuyệt vời. Nguyên liệu để làm bánh mì Địa Trung Hải hôm nay sẽ có bột mì thông thường nè, bột mì nguyên chất nè, dầu ô liu nè, nước ấm nè, hạt óc chó, ớt tươi, men nở, muối. Đó, và cái máy này. Hạt óc chó với lại là ớt thì tại nhà mình thích đó nên mình chọn. Hôm trước thì mình đã làm là cà chua khô với lại là hạt thông rồi đó. Thì cái phần hạt là tùy theo cái sở thích của mình mà mình chọn thôi. Trước tiên là mình sẽ gắn cái này vào để cho nó quay bột. Tại vì không có cái này là không thể quay bột được. Đó, nguyên liệu đầu tiên đó là 270ml nước ấm. Mình đã chuẩn bị rồi đây. 2 muỗng muối nhỏ, tức là 2 teaspoon á. Muỗng muối nhỏ thôi. 4 muỗng dầu ăn lớn, 4 muỗng lớn dầu ăn. Một muỗng này là 15ml, tablespoon. 1. Tức là 60ml dầu ăn đó. 4. 400g bột mì mình sẽ để vào đây. 624 thì là 1021, hoặc là cái bịch này 500g thì còn lại 100g là được. Rồi, 1021, 80g bột mì nguyên chất đây, 1101. Mình lấy lại chút xíu đây. Rồi, xong phần bột để qua một bên. Tới men nở, hoặc là 7g men nở dạng khô, hoặc là 21g men nở dạng ướt. Thì mình có dạng ướt. Đây, ở đây là 42g thì mình sẽ dùng một nửa. Và ớt thì mình sẽ cắt vô. Này không có cay như cả nhà. À, có một lưu ý đó là cái men nở mà đụng muối á, lâu á, là nó sẽ chết men. Do đó là cái men nở mình để ở trên bột này nè để nó cách ly cái nước, tại vì nước nó thấm muối rồi đó. Đây mình sẽ xay đó. Móc chó, tức là 6 ráo chó mình móc ra thì được như đó đó. Nguyên liệu đã xong, bây giờ mình sẽ cho vào, cố định vào trong máy. Đây, để như thế này xong rồi, vẹo lại. Đó, nó sẽ cố định như thế này rồi. Và mình sẽ đậy nắp lại. Đối với bánh mì Địa Trung Hải thì cái chương trình là mình chọn số 2.
màu bánh là đậm. Đó, nó có 3 màu thì mình chọn màu giữa. Màu kia thì đen quá. Rồi, khổ bánh là 450. Rồi, bắt đầu. Đó, thì khi bắt đầu là nó cứ nó nhào trộn trước gì đó. Mình muốn xem rõ hơn thì mình sẽ nhấn nút này lâu hơn là nút đèn. Bây giờ thì em nó đang làm việc. Nó làm việc trong 3 giờ 55 phút. Và sau đó là 1 tiếng sau nữa thì bánh nó nguội thì mình sẽ vớt ra. Mình thì thường làm buổi tối, tức là mình để nguyên liệu vô xong rồi máy làm, rồi để nguội luôn thì sáng ra là mình ăn sáng luôn đó. Đó, chiếc máy làm bánh mì đó, công đoạn nhào, đủ bột, chờ lên men là máy làm hết. Đây là sau 18 phút nhào và trộn bột thì bây giờ máy để bột như vậy là giống như là để ủ bột đó. Sau 55 phút nè, bánh nở lên. Đây, cho này luôn. Rồi, tạm biệt bánh, mình đi ngủ đây. Và đây là thành quả sau một đêm làm việc của chiếc máy này. Bánh đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Đó, bánh đã khô ráo rồi, đã nguội rồi. Chiếc bánh này á, là mình chọn màu vừa phải, cho nên nó sẽ có màu vàng vừa phải như thế này. Còn nếu mình muốn màu đậm hơn á, thì mình sẽ chọn cái màu đậm hơn, thì nó sẽ ra màu vàng đậm hơn nữa. Kẹp với những gì mình thích. Ví dụ như là kẹp phô mai nè. Hoặc là trứng nè. Hoặc là thịt nguội đó. Vân vân. Đó, như vậy là mình đã làm xong chiếc bánh mì Địa Trung Hải rồi đó. Mình chỉ bỏ nguyên liệu đầu vào vô thôi, xong rồi máy sẽ giúp mình. Rồi bây giờ ăn sáng xong, còn cái phần này thì mình sẽ chùm lại bằng vải và mình để vô trong cái hộp này, tại vì mình để ngoài á là nó sẽ bị khô. Với cách này thì mình sẽ giữ bánh mì được lâu hơn và không có bị khô, vẫn giữ được độ mềm mại của chiếc bánh. Như vậy là video kỳ này của Nguyên chia sẻ về cách làm bánh mì Địa Trung Hải tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới nha. Chúc cả nhà đón Tết vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt.